Rồi bây giờ là chào chương trình không? Đang có cái rồi giờ chào cộng đồng mạng trong và ngoài nước, chào là thành viên ở trong cái kênh YouTube Win Win Cuộc Sống, là mình tên là Đặng Ba ở làng Giao Bon Mera, xã Đắc Rờ Tích, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, là ở Việt Nam á. Hiện tại là anh đang làm công việc gì? Là ở bên này thì ở Tây Nguyên, Việt Nam thì chủ yếu làm farm thôi, làm TUP rồi đó, sầu riêng rồi. Anh sinh năm mấy? Sinh 74. Rồi anh làm công việc đó được bao lâu rồi? Từ nhỏ sanh ra lớn lên ở Tây Nguyên là làm farm gì đó, làm rẫy đó. Từ nhỏ tới giờ luôn á hả? Nhà anh trồng cây ăn trái gì? Sầu riêng hả? Sầu riêng có cà phê tiêu rồi trồng sen lẫn với nhau á. Mấy loại cây đó là kinh tế cao không phải không? Thế thì cao, mà ý là sầu riêng thì nó chưa có trái. Sầu riêng chưa có Tiêu trái à? cà thì có rồi. Rồi tình trạng hôn nhân gia đình anh như thế nào? Cũng chia tay lâu rồi, nói chung là cũng chia đất chia đai hết rồi, giờ cũng đi tìm người yêu thương gì đó. Chia tay bao Giờ lâu rồi? ở có mình à. Rồi anh chia tay bao lâu rồi? Thì trước là ly thân 10 năm, sau đó là mới dứt khoát vậy đó. Ly thân 10 năm rồi mới dứt khoát mà. Rồi anh có được mấy người con? Có hai thằng con trai mà lớn hết rồi, tụi nó đại học hết rồi. Rồi đi học xa hết đâu có sống chung với anh hả? Có thằng lớn là sinh năm 2000 á, là nó học xong đại học rồi, giờ nó ra nó đi làm kiếm tiền á. Còn thằng con trai thứ hai thì giờ nó đang đại học ở dưới Sài Gòn á, năm đầu tiên. Nhà anh trồng á bao nhiêu công sầu riêng? Thì giờ bây giờ thì chia ra thì có 5 sào thôi. Thì cà phê tiêu sầu riêng xen lẫn vậy đó, mỗi thứ ít vậy đó. Rồi Giờ đang ở đầu. anh nghĩ ưu điểm của mình là gì? Ưu điểm mình thì nói chung là thông minh, thật thà, chất phác, với lại chung thủy gì đó, rồi nói chung là hiền lành. Mình thì không có rượu bia thì ở Việt Nam bây giờ như ăn Tết ăn đồ thì đám cưới rồi thì nếu mà tình thế bắt buộc thì mình uống chút điểm thôi, chứ còn bình thường là không không có nghiện rượu bia, mình cũng không có hút thuốc lá luôn. Nói chung là cứ gọi là không rượu không thuốc đi. Đấy, tại vì không, bây giờ mình cũng sợ rượu bia lắm, đâu có đời nào uống rượu bia đâu mà. Rồi anh nghĩ khuyết điểm của mình là gì? Khuyết điểm thì mình thì nói chung là thương người tin người với nó. Nói chung thì mình thì làm gì nó không có nhanh bằng người ta thôi, chứ làm gì nó hơi chậm chạp chút. Khuyết điểm nhớ. Rồi anh với bà xã anh lý do gì sao chia tay nhau? Thì nói chung thì từ mười mấy năm trước là nói chung đầu tiên thì cũng là hạnh phúc bình thường thôi, cũng không có cãi lộn cái gì hết, nhưng mà sau là bà có quen người khác à, bà quen cái người kia là trẻ hơn mình 12 tuổi luôn, Bà xã anh nhỏ hơn mà anh nhiêu tuổi? cái người bà quen thì cái người đó cũng 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 hàng xóm thôi, mà kiểu là chị của nó thì lấy thì mấy cái người họ họ quen đầu tiên cũng nghĩ là bỏ qua, sau thấy càng ngày càng tha thiết vậy thôi thôi bỏ qua, bỏ bỏ luôn đi, tìm vậy luôn đi chứ.
Giờ đây người như vậy mà đâu phải riêng mình gì đâu. Chiều cao của anh là bao nhiêu? Tầm khoảng 1m62 gì đó, nói chung cũng lâu rồi không đo cho nên cũng có theo dõi được. Bây giờ anh muốn tìm người bạn cho mình, anh muốn người đó như thế nào? Thì mình tìm nói chung là may mắn được người nào chấp nhận thương mình thì mình cũng tìm chung sống thôi, chứ còn đâu biết chọn người nào, nói chung xấu mình cũng lấy và già mình cũng lấy, không có chê ai hết á, xấu cũng lấy, già cũng lấy, bằng cũng lấy luôn, không có chê. Và Cả bao nhiêu tuổi cũng được hết. đúng rồi, thì nói chung là hai bên chấp nhận thương là được à. À với lại mình cũng có bà chị hai ở bên nước Mỹ á, mà nói chung là người thân mình bên Mỹ đông lắm. Chị của anh Chị không có hai làm mình mai cho anh hả? à, không ý là như kiểu là chị hai mình á là con gái ruột của ba má mình, nhưng mà mình lại là con nuôi, cho nên chị hai á là dưới mình không phải chị em ruột, mình thì con nuôi thôi, bà thì chỉ con ruột. Anh rồi con anh như thế nào? Có ủng hộ anh đi tìm người bạn mới không? Thì con trai thì cũng hai hai thằng con thì nó cũng kêu ba má đi làm chứ không 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 có liên quan tụi nó, thì nó nói vậy, mà từ xưa nay tụi nó cũng nói vậy, tụi nó kêu làm gì làm chứ không không tụi nó không có biết đâu, tụi nó chỉ kêu ba má làm gì làm thôi chứ còn nó không biết. Anh thích một cô làm quay danh, anh tìm kiếm chồng tính ít nói hay là lanh lẹo hoạt bát? Chúng thì lanh lệ hoặc bác thì mình cũng là thích nói thích cười vậy đó, cho nên là nói chung là cũng nói chuyện vui cười, nói chung cái gì vui thì nói, người ta nói kêu là nói nhiều, nhưng mà mình nói nhiều mà nói hay, mà nói cái gì vui hài hước này kia nọ thì tốt đẹp chứ có gì đâu, mình cũng phải là nói xấu ai vậy thôi. Bây giờ anh sống một mình như thế này thì anh có phải nấu ăn cho mình không hay là ai nấu? Có mình cũng nói chung là nấu ăn đồ, mình đi chợ đi đồ cũng tự làm hết, với lại bây giờ thì mùa hái tiêu này cũng muốn công nhân đồ về làm á. Anh đang sống với mẹ mình hả? Có quá sao biết hay vậy, biết có mẹ luôn hả? Em nghe lên tiếng mà. À, Rồi không không, đây là ở nhà hàng xóm, nhưng mà ở ở trong nhà mảng yếu á, cho nên ra đây, ở đây là nhà hàng xóm, đây là hàng hàng xóm cũ, trước trước đây là nhà ở gần đây, nhưng mà sau thiếu nợ ngân hàng bán rồi vô trong kia ở trong kia mảng nó yếu quá, cho nên ra ngoài này. đi làm mà làm năm không mà thiếu nợ ngân hàng hả? Thì làm rẫy đây trước là do trước là tiêu nó lên giá, là lúc đó đang nghèo đang khổ mà thấy tiêu lên giá, xong là đầu tư nhiều á, mua chủ tiêu về trồng trồng đầu tư hết vô, rồi cái tiêu nó xuống giá, sau là tiêu nó dịch nó chết nữa, từ đó bể nợ, xong là bán được có 1,2 tỷ à, rồi cái vô vô cái trả nợ ngân hàng mấy trăm triệu rồi dư được một ít vô trong trong kinh tế mua. Bây giờ trong kia thì chưa chưa có điện, chưa có đường, như ở ở ngoài này thì có hết rồi, nhưng mà ở ngoài này lại không ở được. Rồi trong tình yêu, trong hôn nhân á, anh có phải là người đàn ông lãng mạn không? Có yêu chiều vợ con không? Thì nói chung nếu mà lúc hạnh phúc thì cũng chiều chuộng rồi đàng hoàng, chứ làm có tiền có bạc là cũng đưa vợ này kia hết, chứ còn nói chung từ nói ai mà làm vợ mình thì tiền bạc thì có mình cũng đưa hết về thôi, chứ còn nhưng mà bây giờ đâu có ai nữa đâu, giờ ở mình để làm thì tiền bỏ túi để chi tiêu vậy thôi. Rồi hồi đó giờ anh có bao giờ đi du lịch ra nước ngoài chưa? Chưa chưa đi lần nào đâu, Còn trong nước có đi du lịch không? trong nước cũng ít đi lắm, đi xa nhất là xuống Sài Gòn Đà Lạt đằng kia, mình sinh ra lớn lên ở Tây Nguyên là chỉ đi vòng vòng mấy tỉnh Tây Nguyên này thôi, chưa 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 có ra khỏi Tây Nguyên này đâu. Ở Tây Nguyên đất đỏ Ba Giang này là cứ ở trên này quen rồi. Ở trên đó là giống như là vùng thôn quê đó hả? Xa xa mới có nhà đó hả? Thôn quê
Anh coi video của em hay là ai giới thiệu anh xem? Có trước là thấy là coi coi nhiều á, khi thấy rồi giờ để đăng ký vào luôn. Sau khi hôn nhân của mình đổ vỡ, hiện tại bây giờ trong lòng anh nghĩ một người phụ nữ như thế nào sẽ mang lại hạnh phúc cho anh? Thì nói chung là tuổi tác thì cũng không có quan trọng lắm đâu, nói chung thì gọi là tuổi thì bây giờ mình cũng lớn tuổi rồi, mình cũng 50 tuổi rồi, cũng hơn hơn mình mấy tuổi cũng được, mà ít hơn mình mấy tuổi cũng được, nhiều hơn mình mấy tuổi cũng được, cũng không có sao hết, quan trọng là hai người chấp nhận thương nhau là được thôi, hạnh phúc là được thôi. Chứ còn bây giờ nói chung thì bây giờ ở mình thì cũng cũng là ở làm ăn với đó mà thấy cũng buồn lắm, cô đơn lắm. Mình thì ở trước là hồi giờ là mình là bác bác năm tư á, hồi hồi xưa là ông bà vô đây lâu rồi, mình là sinh sinh ra ở Buôn Ma Thuột á, mà chỉ biết người nuôi dưỡng thôi chứ còn người săn là không có biết, không có biết người săn á, người săn là kịp cha mẹ ruột á, là không có biết tên, không biết họ, không biết một cái gì luôn, chỉ biết người nuôi lớn thôi vậy đó, còn Anh là không thường được rồi. thường phụ nữ họ hay ngại người miền Bắc rất là gia trưởng rất là tính gia trưởng rất là cao. Anh có gia trưởng không? Không, nhưng mà yên tâm đi, tại vì mình không không phải người miền Bắc, mình không người miền Bắc, mà nói chung là mình cũng biết mình người miền nào luôn, mình cũng không có biết người sanh ra mà gì biết cái người nuôi lớn, là lại mình cũng cũng đâu có phải người Bắc đâu, Nhưng mà tiếng của nói anh chung nghe Bắc rất là không Bắc. phải người Bắc, không không phải người Bắc luôn. Ở Tây Nguyên này là kiểu thập cẩm mà, người Bắc, người Trung, người Nam, người gì cũng có, nhưng mà nói chung là không, mình không phải Bắc, không phải Trung luôn, không phải miền Trung, không phải miền Bắc, không phải miền Trung luôn, là người Trung luôn vậy á, người Trung Trung vậy thôi, người người như kiểu là không, ý là mình ở thập cẩm mà, cho nên là cái giọng nói á là không có giống bên nào luôn, không có miền Nam, miền Bắc hay là miền Trung gì hết, không có miền nào luôn. Mình người Tây Nguyên mà sinh ra ở Buôn Ma Thuột, mà giờ lớn lên vậy á, nói chung là sống thì cũng là bình thường lắm, sống vui vẻ lắm, không có, mình cởi mở lắm, không không có khó tính, không có gia trưởng đâu, cái chuyện gia trưởng là tuyệt đối, thì gia trưởng là tuyệt đối luôn, không bao giờ gia trưởng luôn. Anh là anh không biết mẹ ba mẹ mình là ai luôn á hả? Không không có biết săn 74 mà ở săn ở Buôn Ma Thuột á, là không không có biết người săn. Ok, anh coi video của em lâu không? Có thường xuyên coi hay coi lắm chứ, Anh có để ý được câu nào ở trên video không? thì nói chung thấy ở trên kênh của Win thì là thấy người cũng là các cái thành viên là cũng vừa vừa, nói chung là tuổi cao cũng không cao quá mà thấp cũng không thấp quá, nói chung là cũng vừa vừa cỡ giống mình vậy, mà thấy cũng thích lắm. Ok thôi. Ok, em rất là vui nói chuyện với anh hôm nay nha. Em hy vọng là sau video này em sẽ tìm được một nửa yêu thương của mình trên kênh của em ha. Ở đây mạng hơi yếu nên hình của anh cũng không rực rõ lắm. Anh chào khán giả giùm em ha. À, rồi rồi vậy là xin chào khán giả trong và ngoài nước, chào khán giả là cả thế giới, rồi xin chào kênh YouTube Viên Kim Cuộc Sống Mỹ là kết nối yêu thương, rồi xin chào các thành viên trong là kết nối yêu thương. Sau video này nếu anh để ý cô nào ghi số video xuống gửi qua chương trình sẽ cho anh số điện thoại của cô ấy để anh liên lạc với cô ấy nha. Tuy nhiên giờ giấc ở Việt Nam và các nước khác nhau á, nếu mà anh liên lạc với các cô ở nước ngoài thì anh phải gửi tin nhắn trước nha anh ha. À, rồi. Gửi tin nhắn rồi phải kiên nhẫn chờ nữa, khi người ta rảnh người ta mới nhắn tin cho mình. Hoặc là khi người ta có tình cảm, người ta thấy mình người ta thích á, thì người ta mới nhắn lại, còn nếu không á, thì mình phải tìm người khác nha anh ha.
Rồi rồi rồi. Dạ, bye anh, good night anh nha.